Xin chào các bạn nha. Hôm nay mấy anh chị em mình làm món gà hấp giấm miền Tây, tỏi với lại tỏi với hành tím đâm nhuyễn, mình về cho gia vị vô ngọt. Giờ bắt đầu ướp nha mấy bạn. Ngọt với đường, muối. Nước mắm. Gà hấp giấm nha các bạn. Gà bình. Ớt tước cho nó thấm vô. Ai ăn cay thì làm nhiều ớt vô. Nhà nhà có em bé ăn lên là ít ớt, mình đâm cái ớt một cái thơm quá nè. Thơm quá. Ớt thì để nửa tiếng, nửa tiếng xong rồi mình nấu. Ướp nửa tiếng cho nó thấm nha mấy bạn. Thấm gia vị với lại hành tím với lại tỏi. Rồi bây giờ cho nó thấm nửa tiếng, bắt đầu mình bỏ vô nồi mình hấp nha mấy em. Giờ mình thử tỏi mình biết rồi. Thử tỏi cho nó mình hấp nha mấy này. Gà hấp giấm. Đỡ cho như các bạn. Đã để lửa đi luôn. Không có liu liu cho nó lúc nó thấm gia vị cái xong bắt đầu mình mới bỏ giấm vô cho nó rút cho nó thẩm thấu một xíu. Gà vàng vàng nha, mới đây vàng ngụm luôn rồi, cái này nè. Này chưa gì hết mà vàng nhanh thiệt. Con chấm con mái. Rồi chấm rồi. Đi có cặp hả? Trời bóng lửa á. Mới đây vàng ngụm một phương rồi. Chưa nấu gì hết. Cái gà này hơi bị hấp dẫn đó Phương. Chưa nấu gì hết, vàng ngụm đi. Bóng lửa. Vàng quá trời. Đó cho nó rút ba cây gia vị hết rồi mình đi cho giấm vô. Này chưa thơm, bỏ giấm vô nữa nó mới thơm. Đây là trái giấm nha các bạn. Nha. Người đẹp mà của kênh miền Tây quê tôi mà tên. Giấm này là ở nhà làm nha mấy bạn. Giấm nhà làm nha chứ đừng mua giấm nuôi. Không có mua giấm ở ngoài, không có mua giấm ở ngoài.
nuôi ở nhà làm. Cái này là ai nuôi? Cái này là mẹ vợ mình không ai nó nuôi. Nhạc mẫu. Nhạc mẫu đại nhân nuôi. Quá hấp dẫn. Để giấm này ngon chuẩn bị bỏ giấm vô nha các bạn. Bỏ giấm vô. Bỏ giấm vô để lửa riu 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 cái thấm. Bỏ giấm vô nữa. Bỏ giấm vô nữa. Bỏ giấm vô thơm chứ lắm. Ông nhận nó không mập. Lên nó ủa nó thái này nó ăn hoài không thấy nó không mập vậy chứ. Lô cốc này nó đã ăn. Đây đường giấm, đường giấm. Đường giấm, này là hai con. Hai con mình cho chén giấm vô. Này là giấm nuôi nha mấy bạn. Ngon. Cực kỳ luôn á. Nấu ăn là cực kỳ hấp dẫn luôn á. Wow. Còn giờ chứ thêm miếng nữa đi, thêm miếng nữa, chua nó mới ngon. Thôi, thơm quá, thơm quá. Nên giờ lại đẩy nắp lại để hầm. Rồi, rồi ok. Đây là gà sắp chín rồi nha mấy bạn. Đổ thịt tím vô hầm. Tím vô hồi cái hạt đá rồi đó, hồi đó mình con nguyên củ hành luôn. Mai, dạ luôn. Giỡn không mấy bạn. Thơm quá. Má cái liều liều ngon lắm. Gà vàng tươi luôn. Rồi chuẩn bị chín nha các bạn. Bây giờ những cái ngoài cái chiều dọn nhà đừng bỏ làm gà mà đâm lên. Bỏ đồ xuống cái là bắt đầu chảy nước miếng từ từ. Này có lá chanh nhưng mà hả nữa ngon. Về quê hát để dành ăn gà để dành hát bao lá chanh để dành ăn từ từ. Ủa, lá chanh hả? Lá chanh còn hả? Ở đâu còn? Đâu còn? Ngoài chợ á. Ngoài chợ cũng không có nè anh. Có chỗ bán gà nè nó mới có. Còn có không có bán hành tỏi cũng có. Ngày hả? Còn lá chanh. Ủa gì hả? Ngày không còn. Sao? Mấy chỗ bán gà người bán người ta hay cứ hỏi ăn xong ta mua cái hỏi có lá lá chanh không. Không trà này không chua. Sợ này đó chua. Ồ bữa anh Thanh cứ lên clip mà bánh tráng chọn ăn bánh tráng thì đã đi mà dư vào nha. Chạy chạy ăn bánh tráng đi thôi. Thôi mình ăn gà. Ăn bánh tráng đi thôi, chừa cho 2 ít gà nha. Còn như đã ăn hết. Ê, không cho đọc thôi nè. Thôi về. Để phải la chim cho nó nhảy nhõng chơi. Bỏ cái miếng sốt đập vô đây. Còn nổi. Trời ơi, cái hẹn qua đợi hoài nó mệt. Chắc cái món đó bạc. Ở đó con chỉ chỗ má nó chứ. Mệt. Cái đó cuốn thì được nhưng mà sát luôn, cũng chưa mềm nữa. Bánh chép chọn sát chưa mềm. Giá để cuốn ha. Hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Nhìn chén quá, thấy thèm gà quá. Anh thì cái món này phát. Đừng có gì mà hấp mà ngồi gì cũng phát. Quá. Một phần luôn á. Này nó cầm mấy cái đồ luôn. Không bị gì nữa rồi. Cuốn hai cái rồi. Gom các bạn ơi. Giỡn quá các bạn ơi. Gà hấp giấm nè các bạn, chín rồi. Hấp dẫn không? Xin mời các bạn cùng ăn với mấy anh chị em mình nha. Đẹp quá. Ủa mày làm chín quá vậy? Rồi, tắt chưa? Hấp dẫn. Tuyệt vời. Cái gì vậy?
luôn. Nước ngọt. Đây sao không được món này đâu. Mua bạch chè cái gì, mua gì đó ngon, làm gì ăn nó thì ngon.
đài đoạn nhà nó